Mình sẽ chọn anh Thanh tại vì mình đã từng có duyên gặp ảnh và mình sẽ mong sẽ có duyên lần thứ hai. Chào em. Dạ em tên là Trần Nguyên Bảo. Em năm nay 22 tuổi ạ. Em hát nghe bài nào ngày hôm nay? Em xin hát một bài hát tiếng Anh tên là It's All So Quiet. Mời em. Rồi em xin hát. It's all so quiet. It's all so still. You're all alone. It's so peaceful until you fall in love. Zing boom, the sky above, zing boom, is caving in. Wow, wow. You never feel so nice about a guy. You wanna laugh, you wanna cry. You fall in love. Okay. So em có bao giờ em đi thi đâu chưa? Dạ, em chỉ thi sinh viên thôi. Hả? Em chỉ thi sinh viên thôi. Thi sinh viên à? Dạ. Và em được giải gì? Dạ, hồi trước em học ở bên Úc thì em có thi chương trình Mosa Gala. Trời ơi, là chị... em! Bây giờ anh mới nhớ. Em được hạng mấy? Dạ, dạ. Em được hạng mấy? Dạ, anh được hạng nhất. Ôi, ai giám khảo ấy? Dạ, anh này nè. Vậy anh biết chắc chắn luôn sao may mắn rồi coi. Trời ơi. Anh nhớ cái buổi đó em đâu có hát theo khách này đâu. 4 năm rồi anh. Trời ơi, 4 năm rồi phải không? Thì cái buổi tối đó có chị Diễm Quỳnh nữa đúng không? Dạ, có chị Diễm Quỳnh. Thì phải gọi thôi chị Diễm Quỳnh nữa. Anh thấy á, em cần phải tìm hiểu thêm về nghệ thuật á. Nghệ thuật là mình phải diễn một cách là không diễn. Đó mới là nghệ thuật. Nha. Yeah. Nhưng mà anh nghĩ em có chất giọng mà. Cái chất giọng em có, em nó mạnh, em hát không bị phô. Chỉ là em chưa biết cách để em vô một cái tình huống mà nó đúng nhất có thể thôi. Em phải nhạy cảm hơn. Tại vì thần tượng âm nhạc Việt Nam cần những cái gì nó mới hơn. Nó là 2015 rồi em. Thì anh nghĩ là năm nay em sẽ không phù hợp được, anh xin lỗi em. Nói chung rằng là ba người đây là tôn trọng quyết định của anh Thanh Bùi em ạ. Không, không bằng chị ấy. Đó, cho nên rằng là anh Thanh Bùi nói như thế nào, chị đồng ý với anh Thanh Bùi như thế. Anh xin lỗi em nha. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều.